em Cường lại tiếp tục chia rẽ cho cô chú anh chị cái con máy này. MacBook Pro 2019 16 inch nha, phím cắt kéo rồi anh chị. Đây, phím cắt kéo gõ cực kỳ sướng luôn, nhưng mà cái con này là phím Nhật nha. Nó là phím Nhật anh chị, nếu mua máy này về thì mình phải mua thêm bộ skin tầm khoảng 100 ngàn á, mình dán lên phím để cho mình dùng cho nó thuận tiện anh chị, chứ ngoài ra nó không ảnh hưởng gì hết nha. Và máy ở trong tình trạng đẹp, đây con này ở trong tình trạng đẹp nè. Quan trọng á là 18 triệu rưỡi, nhưng mà em Cường giảm cho anh chị là 4 triệu rưỡi luôn, tới anh chị chỉ có 14 triệu thôi đó, 14 triệu nha. Core i9 nha anh chị, Core i9 RAM 16 GB ổ cứng 1D, và là kẹt con này là 4 GB, là rất khỏe. Anh chị nào làm Photoshop hình ảnh này thoải mái con đại điểu luôn nè. Cái điểm yếu của em nó là cái mặt lưng con này nó hơi xấu, anh chị thấy không, đây mặt lưng nó hơi bị trầy nè, không ảnh hưởng tính năng nha. Và em Cường đã mở ra comment rồi, tất cả đều là ok hết, zin nguyên bản và đẹp đẽ hết đó. Thì bây giờ anh chị chỉ bỏ 14 củ thôi, anh chị lấy cho em Cường cái con máy Pro 16 inch 2019 cực kỳ ngon này ha. Và em nói là màu vàng máy rất là đẹp, đây em tới cho anh chị xem đi. Ngoài trừ cái điểm yếu là cái lưng này nó trầy này, thì tại vì người dùng anh chị người ta để mà nhiều khi cấn sạc này rồi cấn chìa khóa nào kia đó, thì thành ra nó bị xấu cái mặt lưng. Mà mặt lưng âu ai nhìn anh chị kiểu như là mặc cái áo vô xong không ai thấy đường đâu, mà thích nó thì anh chị có thể dán skin toàn bộ cái máy này luôn. Đây ngoại hình này không cấn móp gì anh chị ha, đó nói chung là cái hàng thanh lý. Nhưng mà em biết á, thanh lý nhưng mà mình cầm cái đồng tiền của quý vị á, là mình phải làm tròn trách nhiệm của mình. Đó là sẽ bảo hành con máy này là 3 tháng cho quý anh chị ha. Đó, và 30 ngày đầu thì cũng đổi đổi thoải mái, hoặc là hoàn tiền chắc chắn là hoàn rồi, không có máy đổi. Tại vì hàng thanh lý anh Cường lỗ đồ chỉ có 1-2 chiếc thôi anh chị biết đó. Em Cường sẽ cao đến dinh nguyên bản và chắc chắn là phải dùng ngon lành rồi. Mình bỏ tiền ra mình thu lại của khách hàng mà, thì mình cũng phải test kỹ với lại mình có trách nhiệm với đó anh chị, nên anh chị không có lo ha. Nói chung là hàng thanh lý ở đâu em không biết, nhưng mà riêng em á, hàng thanh lý hay là hàng không thanh lý thì cái chất lượng thì phải đảm bảo để cho anh chị sử dụng được lâu dài, chứ không phải mình nói thanh lý cái là mình mất cái trách nhiệm với nó là không có đúng ha. Đó thì ok, cái con máy này nó chỉ điểm yếu là cái phím của nó là Nhật, với lại mặt lưng nó hơi trầy chút xíu thôi, còn lại là ok hết. Màn hình anh chị biết không, con này màn hình Retina 16 inch cực kỳ là phù hợp cho anh chị làm Photoshop hoặc là edit video ngắn ngắn nào kia, làm phim mà ngắn ngắn tầm nửa tiếng tiếng quay đầu ha. Màn hình thì đẹp nè, loa hay nha, đặc biệt con này loa rất hay, phím thì cắt kéo gõ sướng nè. Vân tay đầy đủ hết. À cái này nó có thanh tấp 3 nữa anh chị thấy không, hơi bị sướng ha. Thanh tấp 3 cực kỳ nhạy luôn, cảm ứng mà. Trách 3 con này thì nó bự bằng cái lòng bàn tay em Cường này. Anh chị rê chuột, nói chung dùng con này không cần phải dùng chuột rời luôn. Nguyên tắc của MacBook á là cái này là nó ăn tiền nhất nè. Đó, nó ăn tiền nhất là cái này, không cần phải dùng chuột anh chị. Và con này thì nó chỉ có cổng C thôi. Anh chị muốn mua thêm hub để chuyển đổi, ví dụ HDMI, cổng LAN thì phải mua hub nha. Chứ ngoài ra nó chỉ có cổng C duy nhất thôi. Mỏng nhẹ, đẹp, khỏe, chỉ có 14 củ thôi, một con duy nhất à. Anh chị nào thấy clip này thì chung vui với em Cường đi, tại vì hôm nay em Cường vui. Và chắc chắn ngày mai mốt cũng phải vui nữa, tại vì là mình anh chị biết rồi đó, thì mình phải vui chứ sao mà buồn được. Rồi vậy nha, bye bye.